Cách đây không lâu ở Thanh Hóa, người ta truyền tay nhau câu chuyện về cậu bé sinh ra không có tay chân và mắt, thân hình giống tựa như một cục thịt. Vì ngày trước, người cha của cậu bé đã thực hiện các hành động hành hạ thú cưng tàn nhẫn như là chặt chân chó rồi móc mắt chó. Người đàn ông này coi đó là sở thích, là thú vui, thậm chí còn trở thành con nghiện bạo hành động vật. Đó là một câu chuyện có thực, hiển hiện trước mắt về luân hồi quả báo. Phật gia giảng nghiệp lực luân báo. Khi người ta xuống tay giết hại hành hạ bao nhiêu con vật cũng chính là hại mạng bao nhiêu sinh linh. Chẳng phải con vật cũng giống con người đều là sinh linh trong lục đạo luân hồi này là gì? Vậy thì giết hại hành hạ động vật cũng khác gì giết người, đã gây bao nghiệp lực cho bản thân, để rồi tự chuốc lấy tai họa về mình và gia đình. Người đàn ông này liên tục mơ thấy ác mộng, rồi đi cầu cúng siêu độ hết nơi này đến nơi khác, tốn tiền hao tài mà nghiệp cũng vẫn không xua tan. Rồi những trắc trở liên tiếp đến với gia đình ông cũng chẳng phải là điều ngẫu nhiên. Nỗi đau về thể xác dù sao cũng không lớn bằng nỗi đau tinh thần. Nhưng đó đều là những nghiệp báo mà người đàn ông này giết hành hạ động vật phải chịu nghiệp báo của mình. Chẳng phải quá đúng hay sao? Người xưa nói, khuyển thủ dạ kê tư thần. Có nghĩa là con chó thức đêm, con gà gáy sáng báo thức thì người mới sớm khuya mới an giấc. Chó là loài thân thiết với con người là vậy, mà sát hại nó, ăn thịt nó thì quả thực là quá tàn nhẫn. Người đàn ông giải bày tâm sự. Chuyện xảy ra cách đây cũng lâu lắm rồi, khoảng 20 năm về trước. Lúc đó tôi là một thanh niên chưa có vợ con, tối ngày ăn chơi lêu lỏng, không nghe lời cha mẹ. Tối ngày cứ tụ tập với nhóm bạn, rồi rủ rê ra đồng phá phách những cây ăn trái của người ta. Có một hôm khi đang leo lên cây xoài của bà Chính để hái trộm, thì bà Chính phát hiện và bà bảo: "Ê mày, mấy thằng kia sao mày leo lên cây xoài nhà tao hái trộm hả? Mày có tin tao thả đàn chó ra cắn tụi bay không?" Mặc kệ lời bà Chính nói, tôi cùng nhóm bạn cứ hái liên tục. Lúc đó tôi lớn tiếng trả lời lại bà Chính: "Bà có tin là ngày mai tụi tôi bắt đàn chó của bà để móc mắt tụi nó hết không?" Bà Chính đáp lại lớn tiếng: "Mày dám làm không thằng mất dạy kia?" Rồi bà Chính mở cửa cho đàn chó chạy ra rượt tụi tôi chạy như điên. Lúc đó, tụi tôi chạy về nhà, tức tối bàn kế hoạch để giết đàn chó của bà Chính. Hai ngày sau khi biết bà Chính lên huyện mua đồ, thì tụi tôi đã leo rào nhảy vào nhà, lấy cây sắt đập đầu hết 5 con chó của bà Chính, rồi lấy cái muỗng múc hết 10 con mắt của 5 con chó ra. Lúc đó, tôi cảm thấy thoải mái và rất vui vẻ vì đã trả thù được bà Chính. Đến chiều muộn, bà Chính về nhà mở cửa ra. Bà Chính như muốn chết điếng khi thấy xác của 5 con chó nằm la liệt ngoài sân và trên bàn có một cái tô, trong đó toàn là mắt của những con chó. Lúc đó, bà Chính tức điên người lên. Bà Chính lớn tiếng chỉ qua nhà tôi và chửi: "Trời ơi là trời, nhìn xuống đây mà coi cái thằng mất dạy trời đánh này nè. Nó nỡ giết 5 con chó của tôi rồi còn móc mắt nữa. Mày coi chừng nha, nhân quả là có thật đấy. Mày không tin luật nhân quả thì mốt mày lớn lên cưới vợ rồi sinh con ra, con mày sẽ không có tay chân và mắt đâu nhá, thằng mất dạy kia." Và rồi 10 năm cũng đã trôi qua. Lúc đó tôi 20 tuổi, cũng đã có công việc ổn định và cưới được một người vợ rất xinh đẹp. Bỗng lâu sau, vợ tôi cũng đã mang thai. Nghe nói phụ nữ có thai mà ăn thịt chó thì mát với bổ lắm. Tôi nghe vậy bèn nghĩ ra đi mua con chó con về luộc lên cho vợ tôi ăn. Và đến một đêm tôi nằm mơ thấy ác mộng. Xung quanh tôi toàn là chó bu xung quanh tôi để đòi mạng. Con thì sủa, con thì đòi tay chân và đôi mắt nữa. Tôi hết hồn bật bắn người dậy. Và từ dạo đó, cứ hễ tôi nằm xuống vừa chợp mắt là thấy những ác mộng y chang như vậy. Và 9 tháng 10 ngày cũng đã trôi qua, đến ngày vợ tôi chuyển dạ sinh con. Bác sĩ bảo muốn cần gặp anh nói một số chuyện. Lúc đó tôi rất hồi hộp, không biết có chuyện gì xảy ra với vợ mình không nữa. Tôi vừa nghe bác sĩ nói, tay chân tôi lúc đó rụng rời như muốn chết điếng ngay tại bệnh viện. Bác sĩ nói: "Xin chia buồn cùng anh,
vợ anh đã chuyển dạ sinh con, mà cô ấy không sinh con, mà sinh ra một cục thịt chỉ có cái miệng và bộ phận sinh dục thôi. Và cậu bé vừa sinh ra, hình hài không giống ai, cũng đã chết chỉ sau 2 tiếng. Lúc đó, vợ chồng tôi như muốn chết khuất đi cho rồi, không muốn sống nữa, vì cả xóm kéo lại nhà tôi bàn tán xôn xao, vợ tôi đẻ ra cục thịt. Người thì nói, tại hồi đó tôi ác quá, nên bây giờ mới bị như vậy. Đúng là báo ứng có thật mà. Và một hôm tôi đang nằm ngủ, thì cơn ác mộng bỗng kéo đến. Xuất hiện trước mắt tôi là những con chó mà tôi đã từng giết và móc mắt, nói với tôi rằng, tao đã trả được thù, nếu mày muốn ăn năn hối cải thì mày đi chùa phóng sanh bố thí, rồi nghiệp báo của mày sẽ hết. Sáng hôm sau anh dậy sớm kêu vợ dậy, rồi hai vợ chồng đi chùa mua cá và chim rất nhiều rồi phóng sanh, và từ đó anh không gặp ác mộng nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!